Rồi cho anh em, nãy tiếp tục đá con pha là 2 3 em ơi. Rồi tiếp đi là bán dàn áo anh em ơi. Áo nha anh em. Rồi áo nè, bàn thờ. Tin theo xe luôn nha anh em. Áo bàn thờ tin theo xe luôn nha. Có thể xuyên xuyên nhẹ nhẹ thôi. Này là màu đỏ đô, nó màu đỏ đô. Rồi rồi đỏ đậm nha anh em ơi. Đỏ đô đời 202, 203 nha anh em. Đó. Pha đề áo bàn thờ như hình. Ôi mặt nạ luôn. Mặt nạ luôn, ok luôn nè. Ok luôn, hơi nắng quá hơi chảy mày. Này keo chảy gì vậy lấy cái ra. Này này keo zin á, để mà nắng lâu quá nó chảy. Đó, bàn thờ, bộ loại mặt nạ ok luôn. Mối vàng trước. Đó, còn khá luôn, có trầy xương xương thôi. Có trầy xương xương thôi em ơi. Rồi hai cái ốp phuộc nha, hai phuộc đẹp nè. Hai phuộc đẹp. Nó hai phuộc đẹp nha em ơi. Rồi bẩn nha, bẩn qua đây có test miếng nè. Nó dẫn chuyển test miếng nè. Nó bẩn test miếng. Bên đây cũng có test miếng luôn. Bên đây cũng test miếng luôn. Đó như hình. Áo bên trong còn khá luôn. Bên trong nè. Đây có bể miếng test miếng nè. Đây lỗ này hơi rộng xíu nè. Đó như hình. Đây cũng bể miếng nè. Này bị dẫn chuyển bị bể miếng nè. Vì cắm keo lại. Đó, bị dấu hoại thôi. Bẩn trong đẹp. Đó còn khá. Áo này gì nó sẽ cỏ chạy hết bài, nó sẽ mọc chạy hết bài luôn chứ còn cỏ gì nữa. Áo này còn khá mà, bờ cỏ đầy đủ như hình luôn. Rồi cái yếm yếm nè, yếm ok luôn, đây chưa bể luôn nè, nguyên xi luôn nè. Áo bọng sau lưng nè, nói chung áo thì có bể gì theo xe lâu năm rồi, nay 2023 nay 19 năm rồi em ơi, 19 năm vậy được ok rồi. Áo còn khá nha, này là màu đỏ đô nha, đỏ đô nha em ơi, đỏ đô nha anh em, đỏ đô nha. Đó, áo còn khá đẹp luôn. Rồi trong đây nè, trong đây thì có chế móng mát này nè, nó quay chi tiết cho anh em rồi. Mua đồ đây thì có nước miếng thôi. Đó, mua đồ ốc thì có nước miếng thôi. Ok. Rồi bên hông đây còn ok, nó còn khá luôn, tem bọng khá. Zin theo xe nha, là đợt 2 3 nha em ơi, 2 3 nha em ơi. Rồi không có pha đèn nha, chỉ có dàn áo không thôi, áo với nhựa đen thôi. Rồi với hình còn ở đây hơi miếng tét miếng nè. Rồi trên đây thì nó không bể nè, đây thì có như hình nè. Rồi áo này bán anh em về để về xài luôn. Rồi áo không nha em ơi, 700 bao ship nha em ơi, 700 bao ship nha. Áo này còn khá em ơi, phải còn nhiều khá nha em, có gì còn khá. Để quay thử nghe, quay nghe thử nè. Đó, áo nhìn còn khá nha anh em. Áo nhìn còn khá nét nha. Rồi 700 bao ship nha, tiền ship giờ hết 200 ngàn, trăm mấy, 200 ngàn rồi. Áo này rẻ thôi, rẻ luôn, rẻ hàng tàu. Tàu giờ 700, 800 ngàn, 900 ngàn triệu rồi. Giờ anh em bán mua này cũng rẻ luôn. Áo này nhìn còn liền lạc, còn khá nha mọi. 700 bao ship nha. Rồi yên mốt nè, mốt này chắc thay rồi quá. Rồi đòi 2 này, đòi 2 này, đòi 25, yên là 25. Yên này yên khác với yên của nó. 25 mod còn gì, nói chung mod còn gì. Rồi da cổ ok, về dùng liền luôn, khỏi làm phải lạp lại. Này là giấy này là người ta ghi lên xe gửi xe chứ phải là bị bắt nha mày. Xe này bị gửi xe, người ta gửi xe tường Hải Phòng gửi Quyên Bình Dương, cà vẹt trong cốp. Đó, mod này chắc thay rồi quá. Rồi cái yên này, yên với bát nha thôi, yên bát nha. Yên bát thì nó hơi như hình nè. Rồi yên bát. Rồi 200 nha, 200 bao ship cho cái bát luôn. Yên bát 200 bao ship. Tiền này tết mà sang con ơi, mà sang con đó nha anh em. Rồi, máy móc thì đầu nội zin nha. Móc đầu nội zin, cực kỳ êm, cực kỳ phê luôn. Đó, đầu nội zin. Đó, nội zin, quá đẹp luôn. Mình sang con zin luôn em ơi, sang con zin luôn nha anh em ơi. Chưa rửa nha, rửa là đẹp hơn nữa. Để vậy bán cho rẻ nhanh lại luôn, bán cho xe luôn. Đề nhẹ nổ. Đó, bô thì bô cực đẹp nè, bô thì cực đẹp luôn. Mà điều nó bị xì có bô lỏng đít nè, bô cực kỳ vip luôn, à, xì có bô lỏng vip, lỏng là xì có bô với lỏng đít. Rồi im ru, xe con chạy ru. Rồi nổ ống ru. Rồi nổ cực kỳ im luôn. Rồi lên ca là bao phê nha năm, lên ca bao phê nha năm.
gì luôn nè, nhả ra em ru luôn. Đó, em ru luôn, cực kỳ em luôn, em ru luôn anh em ơi. Đó, máy móc zin thứ gì chưa nổi, đợt 2 là 3, cục đề zin luôn nè, cục đề chưa chà nè, nó nổi em ru luôn nè, cực kỳ phê luôn. Đó, quá im luôn. Rồi bình xăng con nha, bán trên xe luôn em ơi, bán tù mù luôn. Đó, hiện tại là không garanti những nhừ nè, lên ra không phục nè, xăng dư là không chảy khô queo nè. Nó như hình. Đó, bán trên xe luôn cho anh em luôn. Đó, bình xăng con là 2 lít 3. Rửa ra là bao phê nha anh em ơi, rửa ra nước nhừ này bao phê nha anh em ơi. Rồi bán trên xe đó nha anh em ơi. 600 đổ ship nha anh em. Bình xăng con này ngon vô địch nha. Đề nhẹ nổ. Đó, garanti ru luôn. Cực kỳ luôn. Nồi là lên ga xuống ga còn phập luôn. Đó, máy móc zin chất hết nè, ốc tráng nào chưa bung luôn nè anh ơi, chưa bung nha anh em, máy móc cực kỳ phê nha. Đó, em ru đồ cỏ, em ru cũng ga nhỏ quá. Đó, nổi em ru xăng dư không chảy nè, khô queo nha anh ơi, khô queo nha anh em. Đó, như hình máy móc đề nhẹ nổ liền. Đó, đề nhẹ nổ liền. Rồi lửa nha, lửa tết lửa bao mạnh luôn. Đó, lửa bao mạnh bao phê luôn, lửa bao mạnh bao phê cho anh em luôn. Đó như hình, lửa bọn người test thử kỹ rồi. Đó, bình xăng con nha, 600 bao ship, bình xăng con khô que khô ráo, garanti những nhừ, lên ra khọc khọc luôn, nghẹt ém ra đầu không khọc luôn. 600 đồng ship nha, bình xăng combo e co xăng như hình. Rồi cục đề zin luôn nè, cục đề zin luôn, cực kỳ đẹp luôn, đầu nồi cực kỳ vip luôn. Rồi mình đã ra mình rồi báo độ nồi zin mà thế này thấy rớt nồi rồi nè. Đó, báo nồi zin mà rớt rồi nồi nè lại luôn. Báo nồi zin là rớt nồi không? Báo nồi thì báo không, lại làm báo nồi zin lấy giá cao mà về thấy thì rớt nồi không? Nồi rớt rồi nè. Lon khác nè, lon lô nè. Đầu zin nè, đầu zin chất nè, nồi thì cứ rớt rồi nè. Rồi phục trước nè, rồi ngay thẳng nè, mỗi dạng ngay thẳng nè. Rồi ti đẹp nè, ti đẹp keng luôn nha em ơi, ti đẹp keng nha, không xì luôn nha em, không xì luôn nha. Rồi 2 lá 3, không xì luôn, rồi không xì luôn nha em ơi. Ở bên đây thì có xì, bên đây thì như thấy có sọc nhẹ đường, nó có sọc nhẹ đường, nó có sọc nhẹ đường anh em ơi, hơi gọn nhẹ xíu thôi. Sọc nhãn xíu thôi, nó có sọc nhãn xíu con đường nè. Đó, cái này anh em về thay nhớt thay phớt lại xài, nhúng bao ngon. Thấy có sọc đường, đó sọc nhãn đường, đó sọc nhãn điện nha, sọc nhãn một đường. Đó, anh em kỹ rồi. Rồi phù nha, bao này thẳng nha, bao nhúng ngon luôn, có bao nhúng ngon luôn, có xiên bên em về thay phớt thay nhớt lại xài. Rồi anh em nào mua thì mình thay giùm anh em luôn, thay nhớt thay phớt sẵn giùm anh em luôn. Rồi 200 đổ ship nha, cặp phuộc Alpha đời 2 lá 3, sơn zin như hình, 250 bao ship. Làm sẵn cho anh em luôn, làm cái phết này lên cho anh em luôn. 200 đồng ship nha anh em ơi. Bên đây đẹp keng nè, bên đây đẹp keng. Rồi tiếp tục đây nha, cái bộ đầu lồng đi anh em ơi. Rồi đầu lồng nha anh em, đầu lồng dơ luôn nha anh em ơi. Đầu lồng Alpha 2 lá 3 nha anh em. Rồi nắp bọng nè, đẹp long lanh luôn. Rồi chưa thấy dấu mỡ luôn. Dấu mỡ chưa ta? Chưa. Còn đẹp quá đẹp anh em ơi. Nắp bộ anh em, nắp này chưa một bung nha. Nắp bung lỗ chưa bung, nó cái bướm chưa bung. HVN-10. Nó HVN-10. Bao anh em là ốc này chưa chạm. Nắp bốn lỗ thì chưa bung, nắp cái bướm cũng chưa bung luôn. Ốc nè, nắp dưới nè chưa có dấu tháo luôn. Nó chưa dấu tháo luôn, nắp trên chưa dấu tháo luôn. Rồi bê tông. Rồi bê tông. Nó bê tông là khá nét luôn. Nó bê tông là khá nét luôn anh em ơi. Nó khá nét nha anh em ơi, còn khá đẹp nha anh em. Khá đẹp nha. Bao im bao khói bao xài luôn. Rồi như hình. Nó mặt dưới ra, mặt dưới còn vip luôn. Đó như hình, còn khá nét nha anh em ơi. Còn khá vip nha. Rồi, đầu lồng như hình, ít tăng đa. Bao anh em là mới rã lần đầu, nắp bốn lỗ chưa bung, nắp cái bướm chưa bung, hai nắp xếp bóp còn đẹp long lanh luôn. Như hình, nguyên combo như hình đầu lồng luôn. Rồi, lồng bên trong nè, anh em nhìn nè. Nó sọc nè. Sọc xéo, sọc mặt giống nè, mặt giống quá trời nhiều luôn ơi, mặt giống như nè, mặt giống vip nha anh em. Nó mặt giống trong đây nè. Ở trong nha, đừng nhìn phần này thì bê tông không có tới. Anh em nhìn phần trắng bên trong á. Nó mặt giống nè, mặt giống mà vip luôn, nó mặt giống vip luôn, hai bên mặt giống vip luôn hết em ơi, mặt giống vip hết nha em ơi, nó vip luôn, mặt giống là cực đẹp luôn. Rồi đầu lồng dơ luôn,
rồi dơ luôn, dơ 2 3 luôn, mới đáng đầu luôn, hai là cốt bao đẹp luôn, hai là cốt đẹp nè, rồi ốc tán đẹp nè, đầy đủ ốc tán nha, đầy đủ ốc tán nồi đầy đủ, rồi hai là cốt là đẹp, im ru luôn, gắn nó chạy thôi. Thôi cây dân thì kêu rất là nhẹ luôn, mình lên xe là im ru nha mày, lên xe là bao im nha em. Nói có im ru, có im ru luôn. Rồi đầu lồng dân như hình, đó, đầu lồng dân nó tăng đa, đòi 2.3. Rồi 1.900.000 vào ship nha, đầu lồng dân pha 2.2, 2.3, 1.900.000 vào ship nha. Bao VIP đẹp, bao lên xe luôn. Rồi qua lan bông lửa, qua lan bông lửa là cực kỳ đẹp luôn. Đó, qua lan bông lửa đòi 2.3, đó, đòi 2.3, ngày 9 tháng 5 năm 2.3, bên ngoài siêu đẹp luôn. Đó, siêu đẹp luôn. Ốc tán này chưa chạm nha anh em, ốc tán chưa chạm nha. Ốc tán chưa chạm, cực kỳ đẹp. Bên trong là không cả không mất méo luôn nè, tự bọng kích nè, quá đẹp luôn, long lanh luôn. Không mình đi chê. Rồi mặt tiền, rồi qua lăng nè, còn sáng bóng nha anh em, còn sáng bóng nha, chưa rửa mới tháo để về bán, chưa rửa chưa ráy luôn để về bán luôn. Đó, qua lăng 2.3. Rồi dây đề 2.3. Này 2.3 giống 2.2 nha, dây đề trắng nha anh em, dây đề trắng nha anh em. Dây đề này chạy nó chạy biết biết nào hơn đó. Dĩa đề này nó không giờ nó kêu bà đạn dơ, không không giờ kêu cái dĩa đề em, không xài dĩa đề nha anh em. Nó là phản lì luôn nè. Phản lì luôn, không gọn luôn, cực kỳ đẹp luôn, phản lì luôn nè. Dĩa đề 2.2, 2.3 nè, siêu cứng luôn. Nó quay thái 110 đầu phu màu rồi, không không có giấy giữ 2.2, 2.3 nha em ơi. Nó dĩa đề trắng nha anh em. Rồi một mã nè. Rồi một mã rồi. Đây một mã đây. Đó, anh em không biết nó đi dĩa đề lô, dĩa đề này chạy ba chấp chấp các đời luôn, không có nào chịu nổi nó luôn. Không giờ gọn. Rồi con lửa, nó con lửa 2.3, bao đẹp luôn, dây cổ mềm xèo nè, mềm xèo luôn, ốc tán nè, chưa dốt chạm luôn nha em, ốc tán chưa một lần tháo nha, ốc tán là chưa một lần tháo, đó, con lửa, ốc tán đầy đủ, thằng nàng xin đề đầy đủ, ốc tán đủ, nó chạy thôi, lốc công rồi 2.3 lốc công nè. Rồi bán anh em cái bộ lửa như hình này, cực kỳ VIP, nó như hình, mấy đời sau là chưa không nổi nha, mấy đời này chạy dữ lắm ơi, đó, con lửa này 700 bao ship nha, bao giữ cho anh em luôn, 700 bao ship. Rồi cục đề 2.3, nó giống 2.2, lẫn như lỗi si, rồi lỗi si còn khá nét em ơi, chạy rửa cho kỹ nè, anh em rửa thêm, nó mới rửa sơ thôi, tắt nổ tắt nào luôn nè, nó đòi trái tim nè, hình có trái tim tình yêu nè, nó như hình nha, bao nhiêu bao xài luôn, ốc tán còn vuông cạnh góc đẹp nè, ốc tán còn vuông cạnh góc đẹp nè, như hình nè, đây tét da nè, nó bao nhiêu bao xài luôn, nó giật gắn chạy thôi, đòi 2.2, 2.3 giống trao nè, 2.4 cũng không có đòi lỗi si luôn. Đó, nói chung là cục đề si có nổ lâm đây, nhưng còn bao sáng, gắn là xe là bao sáng luôn. Đó, anh em nào mà thích chạy 2.2 gắn đề kia vô nhìn nó không có thích, không có hợp, gắn đề vô nó bao sẽ đầu nè, đầu là bao sáng luôn. 300 đô ship cục đề 2.2 em ơi, 300 đô ship nha. Rồi bộ nồi luôn, nồi chuyên tâm giác luôn, nồi này người ta báo gì mà về nhà thấy là rớt rồi, nồi chuyên tâm giác đó, nồi chuyên tâm giác, nồi này có hú nhẹ, có sao vậy, có hú nhẹ sọc xiết thì vẫn còn khá nè, mặt sọc cũng còn khá luôn nè, nó mặt sọc còn khá nè, này là do làm nồi không nào giấu lại nè, nên nó hú nè, hú gió nè, hú nhẹ phải hú gió hú nhẹ, và mặt sọc còn khá nè, sau này chủ xe không làm nồi, ta làm không làm dấu đánh dấu lại nên nó bị nó bị hú gió hú nhẹ, nó sọc xiết còn khá nè, sọc xiết còn khá luôn nè, nồi này đáng lẽ không hú nè, mà do người ta làm nồi người ta không có làm dấu lại nên nó bị hú, nồi như sọc vậy mà sao hú được, nó sọc còn khá quá luôn nè. Còn khá quá khá luôn mà nó hú. Rồi chuông tam giác bao đẹp luôn. Rồi cái này nó mới bát lại mới bát rồi thôi, mới làm luôn nè. Nồi này nó đâu có lúng đâu. Kiểu như nó mới bát rồi thôi. Đó, nồi này chạy thiên thu luôn, chưa lúng luôn. Anh em đừng có dán bố cước, dán bố mua bố thường, mua bố zin gắn vô. Đó, nồi mới vớt luôn, mới bát lại thôi, mới vớt nhẹ thôi. Rồi cái ba càng, nó ba càng lời ca, ba bố này cũng mới làm luôn, bố này mới làm hết luôn, mới dán lại luôn nha nam, về cui nha nam, mới dán nè, về cui nha, bao xài bao mạnh bao bóc luôn, nó mới dán lại, nói chung là có hú nhẹ đi, hú nhẹ, nồi này bố này thấy zin nè, mà biết thay chưa thấy zin nè, 107 nè, nó bố thấy zin nè, có mở rồi mà bố thấy zin, có sao bố vậy? Rồi nhìn cái sọc này, cái lọng cái chuồng heo nè, chuồng heo là không gọn luôn, không gọn luôn, còn phẳng lì luôn nè, phẳng lì luôn. Rồi cái bộ nồi như hình luôn, rồi gắn là chạy thôi, bao mạnh bao bốc luôn, có do có hú nhẹ. Rồi nồi tam giác anh em chạy thiên thu luôn, đó giá rẻ rề luôn anh em ơi,
500 đổ bao ship nha anh em, 500 đổ ship. Bộ nồi alpha là 203. Đó, nồi chuông tam giác, nồi này chuông này siêu cứng siêu trâu luôn. Chuồng heo bao đẹp luôn, nó chỉ cái tội là làm nồi lại không làm dấu lên, nó hú vàng hú nhẹ thôi. Rồi bộ số. Rồi số này cũng tải hơi yếu mày. Cục tải hơi yếu nha anh em, cục tải này còn 60% mà. Còn chừng 60% thôi, cục tải yếu. Số còn sọc quá đẹp luôn nè, sọc nè. Sọc quá đẹp luôn nè, do chủ xe người ta chạy nè, nhông trên dĩa dỏm nè. Với lại nhân dùng nè, anh em dùng anh em tăng lên nha, để giặt riết hư cái cốt tải hết. Nó sọc xiết nè, quá trời sọc luôn mà nó cũng nhông nó tại tệ quá. Do chủ xe xài nhông xin dĩa dỏm nè. Rồi với lại để là để nó cho nó bị dùng chi sên nữa đó, nên nó bị mòn. Số này còn khá nha mày, số này còn khá luôn á. Rồi số 1, số 2. Rồi sọc quá trời luôn nè. Anh nhìn sọc nè, nó sọc số 2 nè. Sọc không lạnh không? Sọc số quái luôn. Nó sọc số quái luôn nè, số 2 đẹp không nhâm nè. Nó sọc số quái luôn. Chủ xe xài trong cái giỏm quá, giỏm để xe dùng quá dùng giặt hư cốt tải luôn. Rồi số 3, số 4 nè, số 3 còn ok, số 4 thì có nhâm li ti. Rồi số 4 nè, có nhâm li ti nè, nó nhâm li ti nè. Nó li ti em ơi, làm li ti nha anh em, có sao vậy? Nó số 4 nhâm, có nhâm li ti. Li ti thôi em ơi, như hạt bụi thôi. Nó có nhâm li ti hạt bụi thôi. Nói chung là có nhâm nha anh em ơi, bán rẻ giùm mình gắn xe cỏ chạy luôn. Rồi càng heo thì bao đẹp luôn, càng heo vip luôn. Càng heo thì vip luôn, nó không có dấu chạm luôn. Càng heo là không dấu chạm luôn. Đó, không dấu chạm luôn. Không dấu chạm luôn anh em ơi. Rồi hai cốt luôn. Rồi cốt số nè, còn ok. Cốt số răng con còn khá nè em ơi. Đây hơi dập xíu nè, vô mà ốc ba ốc dập vô nó dập xíu nè. Đó, cốt tải còn cốt số còn khá luôn. Đây tặng theo cho em luôn. Bán combo tặng theo cho em luôn, còn ngay thẳng nè. Rồi cốt tải cốt đạp nè. Răng cổ nè còn khá nè. Nó răng cổ còn khá nè. Rồi bộ số này bán em nhanh lẹ, bán rẻ luôn. 300 bao ship thôi, 300 bao ship thôi. Bộ cốt tại hết 150 rồi, bộ số có tính ra còn 150 thôi. Mà còn bao ship nữa, 300 bao ship tiền ship 50.000, tính ra còn có 250 thôi em ơi. Quá mềm cho anh em bộ số rồi, 250. Đó, 300 bao ship nha, 300 bao ship. Rồi không anh em nào hỏi cái cụm đề quên rồi, có cụm bên trái quên này, cụm xi nhan quên rồi. Ai có cụm xi nhan. Rồi chốt bọn còn nè. Chốt bọn còn nè, khỏi sợ bị lắc lúc. Rồi đợt 23 đây. Đó, 23, ngày 6 tháng 8 năm 23. Còn ngày 6 tháng 8 năm 23 nha anh em ơi. Ngày 6 tháng 8 năm 23 nha. Rồi dây cọ nguyên xi không cắt nối, chưa rửa chưa ráy luôn nè, nguyên xi bao hoặc sạc bình thường. Đó, không có lầm luôn, bao đẹp luôn. Nó chỉ có lỗi cái là không có cái dây cái cụm ga thôi. Cầm đề thôi, cầm bên trái nha, này cầm bên trái, cầm bên xi nhan bao và đầu bình thường, nút còn đỏ lòm luôn nè. Đó, anh em về chờ rửa thêm đỏ lòm luôn á, này tại đây để lâu không chạy quá nó bị phấn. Đó, đỏ lòm luôn. Rồi còn khá nét khá căng nha. Rồi 250 bao ship cho anh em luôn, cái cầm bên phải luôn, cầm trái luôn, 250 bao ship. Rồi bộ bao bi luôn anh em ơi, bộ bao bi nha anh em, bao bi ốc tán là bao đẹp luôn nè, ốc tán nè còn đẹp luôn nè, còn xanh lè luôn nè, xanh lè luôn, nó cá xanh lè luôn, nó còn khá nét khá căng. Rồi 120 bao ship nha, bộ bao bi chỉ nồi 120 bao ship. Rồi bộ đổ đầu nha Nam ơi, bộ đổ đầu nha, còn khá nét khá căng luôn nha Nam luôn nè, đổ đầu anh pha là 2-3, rồi mới đảng đậu luôn, ốc tán đẹp luôn, không mấp méo luôn, không mấp đầu luôn, còn mấp không mấp méo luôn, cánh bụng cạnh góc còn đẹp long lanh luôn, chưa rửa luôn nè. Rồi 200 bao ship bộ đổ đầu anh pha anh em ơi, 200 bao ship nha Nam, 200 bao ship. 200 bao ship nha em ơi. Nó bao đẹp đẹp luôn. Anh em về lấy bộ ốc cũng đủ tiền rồi, lấy bốn đầu con gắn về gắn xe quay rim Thái rồi vẫn ok luôn. Rồi chẳng ba alpha 23. Rồi test rồi nè, chén là không bơm. Chén không bơm, chén dưới không bơm, chén trên không bơm luôn, bao không lỏng chén luôn. Ốc tán như hình nè. Ốc tán như hình. Rồi bao ngay thẳng luôn nha anh em ơi, chưa rửa luôn để vậy bán luôn nè, chưa rửa luôn. Như hình. Đó, bao xài bao ngon nha, bao chắc luôn. Đó, rửa ra là bao đẹp luôn, rửa ra còn đẹp luôn anh em ơi. Rồi chẳng ba alpha 2-3 nha, bao cứng bao xài, bao không có công quên luôn. 200 đổ bao ship nha anh em, chẳng ba alpha 200 đổ bao ship nha.
rồi cục EC Alpha 2-3 đề thái em ơi, cổ lộn cục Mobin EC thái nha, EC Degen đề thái em ơi, 2-3 đề thái nha em, đó T3.6 nè, đó, đúng thái nha em ơi, đúng bao đúng thái nha, đó, bao zin không lỗi làm gì luôn, bao mạnh luôn, bao sóng luôn, 200 bao ship nha, cục EC Alpha thái, đó, EC thái, EC Degen, CI nè, cũng Mitsuba là hàng Việt Nam, 200 bao ship nha em ơi, cục EC nha em, 200 bao ship nha. Rồi đường điện, rồi bầu trên nè, bầu trên đẹp nè, không có tét da nè, không cắt nối luôn, nguyên si nè, nó như hình nè, zin luôn nè. Rồi cái chụp bắt vô cái mobile nè, mát nè, kèn nè, kèn nè, đầy đủ. Rồi có luôn cái cụm cụm di đúc luôn, vô cái tấm chân nè, cụm để vô cục đề nè, các cụm đầy đủ. Rồi vô cục bình nè, cục bình còn đẹp nè, hai cái còn đẹp nè. Cái này zin nè, cái này có thay rồi nè, nó cái zin thay rồi, nó đẹp luôn nè, quá đẹp luôn. Rồi vô cái là đề nè, ở đây thì có hơi quấn miếng băng keo nè, để hướng miếng băng keo nè. Rồi cái bầu nè, chưa rửa luôn nè. Rồi cái bầu vô mobile nè, ở lộn bầu vô IC, bầu vô quần lửa nè, báo báo số nè, báo xăng nè. Rồi cái vô IC nè, nguyên si hết. Rồi tặng luôn cục chớp lô luôn, tặng cục chớp lô luôn anh em, đây vô chớp lô luôn. Rồi vô cái cục cục sạc nè. Rồi như hình. Rồi có một loại nhỏ thôi. Rồi hình đầy đủ hết anh em ơi. Có một loại nhỏ thôi. Rồi dây điện đường alpha là 2.3 nha. Rửa đây là bao đẹp cho anh em luôn. 200 đô bao ship cho anh em luôn nè. Một loại nhỏ thôi. 200 đô bao ship nha anh em ơi. Mấy cái này gì quá mà keo lại. Nãy nó bị lâu lâu quá mà tróc keo. Không cắt nối. Lỗi đã quay rồi. Rồi cái cục mobile nè, mobile KRS nè, giống như ZX nè. Nó KRS nè, chữ đẹp nè, KRS. Ở đây thì hơi tét giảm mọi ông ngoại cạp miếng dao miếng vỏ hoài nè, cạp vỏ hoài còn ok. Chụp ri này, chụp ri này thay mới nè, chụp ri là hàng tốt hàng xịn nè, thay mới nè. Rồi cục sạc nè, cục sạc nè, mấy số 3 nè. Rồi cái cục cốc đề nè, bao xài mình bao gì luôn. Rồi ba cục như hình đó, ba cục như hình. Rồi 200 đô ship nha em ơi, 200 đô ship nha, mobile này bao mạnh luôn, KRS này giống như ZX nè, 200 đô ship. Rồi ba nó lóc công, nước sơn còn khá luôn anh em ơi, nước sơn khá nha nè, về rửa đá xài thôi, nước sơn khá lóc công. Đó, trên đây như hình nè. Rồi không nước bể, hơi dơ xíu thôi. Đó, ba nắp lóc công, rồi 2-3, về gắn cho quay thái, về sơn lại cho quay thái ok luôn, sơn lóc đen này luôn. Lắng phô mộc hết bài luôn, như nhau. Rồi cái nắp nồi. Rồi nắp nồi như hình. Rồi nắp lên nắp con nắp này luôn, nắp này còn đẹp luôn, nó không nước bể luôn, gì rửa đây thì chưa rửa em ơi, không nước bể nha, nắp này nắp giống như phun một nè. Rồi trên đây nè chỉ bị tróc sơn thôi, vòng nha nè, không nước bể nè, nắp này giờ bán không tiền rồi, gắn phun một hết bài luôn. Đó, nắp này cũng ba đẹp rồi, không có bể luôn, đó, bao đẹp luôn, giống như phun một đời 2-3. Rồi trên đây nè nước sơn như hình nè, còn khá thôi. Rồi mất nước ở đây còn đẹp nè. Rồi như hình không nước bể nha em ơi, này bị gãy miếng nè. Rồi ba nắp nha em ơi, 500 bao ship nha, nắp tròn đẹp luôn. Ba nắp này 500 bao ship. Rồi giờ là alpha 2-2 nè. Như hình nè, ốc số này, ốc số 10, số mấy đây? Số 8 nè, ủa số 0 nè. Giờ là alpha 2-2, còn nét luôn, còn nét căng luôn. Rồi không lỏng luôn. Cứng thừ luôn. Không lỏng luôn. Ốc cái này đủ nè, răng cỏ bao đẹp cho anh em luôn. Rồi như hình, 150 bao ship nha. Giờ đạp alpha 2-2, 150 bao ship. Rồi cái bánh trước luôn anh ơi, bánh trước nha Nam, bánh trước quay alpha là 2-3 luôn. Rồi tăng vua bao đẹp nha Nam, tăng vua lóng bóng luôn nè, đẹp long đanh luôn nè. Rồi không lóng chén luôn anh ơi, không lóng chén, ở lộn không lóng lưng nha Nam, không lưng bàn ăn nha. Tăng vua đẹp luôn, nước sơn khá vip luôn. Rồi nước sơn trong đây nè, tăng vua bao đẹp, không lóng lưng luôn nha Nam ơi. Nước sơn bao đẹp nha Nam, nước sơn còn bao đẹp nha Nam ơi. Công điện này chắc thay rồi quá. Hon Goshi nè, 1.2 nè. Rồi mã mà MB nè. Câm thì đẹp, chân câm thì nó hơi xuống. Rồi câm thì đẹp, chân câm hơi xuống. Rồi nước sơn khá luôn, nước sơn zin đẹp quá anh em ơi. Nước sơn zin đẹp quá. Đó, nước sơn zin đẹp quá. Rồi như hình nha anh em. Niền bao đẹp nha, không còn lủng. Đó, anh em bị rửa ra, chưa rửa. Này chưa rửa anh em ơi. Đó, chưa rửa nha anh em ơi. Này là câm niền zin chứ, câm niền zin luôn. Chắc zin quá. Đó này chưa rửa, anh em rửa ra xài không có nổi li ti, gì rửa ra bao đẹp liền. Rồi cái bánh trước như hình luôn. Bán anh em nhanh lẹ luôn nè.
Rồi công đoàn viên nha, bao hai tháng em luôn. Rồi 300 bao ship cho anh em luôn, 300 bao ship anh em rồi. Nói kìa, cái đầm trước giờ 2,5 rồi. Nói đầm trước 2,5 rồi coi như bán em giá hữu nghị luôn. Rồi đầm viên luôn nè, đa cô nè. Cái đa cô nè, nó đầm viên luôn, má đầm viên luôn. Đó, 300 bao ship cho anh em ơi, 300 bao ship nha. Giá này anh em về chạy đi view rồi. Công điện viên, anh em về chạy rửa thêm là đẹp liền. Rồi bình ắc quy, bình GS, bao mạnh bao xài luôn, bảo hành nửa tháng khi nhận hàng luôn. Đó như hình. 150 bao ship nha, bình ắc quy, bình GS, bao mạnh bao xài, bảo hành nửa tháng khi nhận hàng luôn. Rồi cái bô alpha. Bô alpha 2 này là 2,5. Này 2,5. Này 2,5 em ơi, bô này cổ zin tới nóc luôn. Cổ zin tới nóc luôn nè. Cổ này zin tới nóc luôn, cổ này có zin chưa thay luôn. Có thay chưa ta? Chưa thay luôn, cổ zin tới nóc luôn. Nó cổ zin luôn. Cổ zin luôn anh em ơi. Rồi mặt tiền bao VIP. Mặt tiền là bao VIP nha anh em, mặt tiền là bao VIP, bao đẹp cho bao giữ luôn anh em ơi. Mặt tiền bao giữ luôn nha. Bao đẹp bao giữ luôn. Rồi đẹp nóc chưa rửa luôn nè, đít đẹp nè, đít đẹp đen keng luôn nè. Đít đẹp đen keng luôn. Rồi mặt dưới nè, mặt dưới thì cái lũng đường đây nè. Nó anh em về này, lấy keo AB chám lại. Rồi bên trong nè có đất tiêu. Lọc cọc. Đó anh em về mở ra hàng tiêu lại xài bình thường. Rồi ở đây thì có lũng nguyên đường, về dán keo AB là xài thôi. Rồi bán anh em bán anh em xác anh em về này gắn chạy, gắn lấy le chạy. Nó tí vẫn còn im mắm nha, không nổ lớn mấy, không nổ được thôi. Anh em ngon thì anh em thì mở ra này anh đi hàng tiêu lại. Rồi trám mấy đó lại lụm tiền liền. Rồi hình nha, bô quá nét luôn rồi. Bô quá cực kỳ VIP luôn. Quá nét luôn. Cổ gì tới nóc luôn mà. Mà gì mà hư ổn quá, này đây là để lo không chạy nè. Đích đẹp chi gì hết. Rồi anh em về làm gì làm nha anh em ơi, bán sáng nha. 250 bao ship cho anh em luôn. 250 bao ship. Rồi cái ghi đông alpha 2.3 2.2. Ốc tán đẹp chưa rửa luôn nè, rửa da đẹp em ơi, rửa chưa rửa nha. Rửa da đẹp luôn á, chấm sơn còn nguyên si luôn nè. Gù nè, gù bao đẹp nha anh em, gù cứng khự nha, gù có bọc inox. Nó gù có bọc inox nha anh em, gù bọc inox nha. Gù zin. Ống tai tai zin luôn, ta cao su di tai zin luôn. Nó gù zin, có bọc inox. Đó, sò khỉ là con bao đẹp luôn nè, chưa rửa da, chưa rửa cái này rồi, rửa đẹp dữ nữa. Rồi bao cái thẳng nha anh em ơi, tai thắng hơi cong nhẹ xíu nha. Vậy đi, tai thắng hơi cong xíu anh em về bẻ lại, về khè lỗ bẻ lại. Rồi có cộng dây thay dây thắng luôn. Dây thắng này hàng tốt nè, xịn nè, hàng loại 1 nè, hàng đẹp nè. Hàng này ở ngoài Bắc mới có thôi, ở đây không có đâu. Hàng này là hàng cứng khự luôn á. Hàng này là hàng ngon luôn. Hàng xịn luôn. Rồi ghi đông alpha 2.3, bao ngay thẳng bao xài cho nó luôn. 300 bao ship nha mình. Rồi cầm các chân nhôm. Rồi còn ok như hình, lỗ thì hơi rộng. Nó sao vậy? Lỗ hơi rộng. Rồi cao su thì zin. Hai cái lỗ zin. Lỗ hơi rộng. Nó có sao vậy? Lỗ rộng nha anh em ơi. Có sao vậy nha? Gắn thì cỏ chạy bát bọc nguyên si. Đó, bài bộ si. Đó, bộ si. Nó mặt tiền còn đẹp nè, còn ok. Nói chung là bán rẻ vậy, gắn xe cỏ chạy nha mê. Rồi, cái cờ gác máy luôn nè. Gác máy đây có chấm hàng miếng nè. Chấm hàng miếng, chân chống màu zin luôn nha mê. Chân chống màu zin nha, mà điều nó hơi cũ. Rồi, như hình. Gác máy đúng alpha nha. Ở đây có chấm hàng miếng. Rồi, hai món này bán rẻ luôn. Bán ra giá sát chạy luôn. 150 bao ship thôi. Nó thì ship 50.000, tức là lấy 100.000 thôi. Coi như bán nhôm bán sắt đi cho anh em luôn. Tiền công, tiền anh em lấy thực lấy mê. Nó giờ lấy rẻ thôi, nó rẻ giờ anh em gắn xe cỏ chạy cho. Nhiều khi anh em giờ cặp các chân nhôm anh em bể ra mua quầy chợ tiệm giờ hết 60.000 rồi, ở đâu trăm nhiều trăm ngàn chưa có bát nữa. Đó, anh em giờ là bát này gắn vô chạy cứng khự luôn, mình lấy về nhà mình chế miếng là lụm tiền, hoặc lấy ốc 6 ly, lấy ốc 6 ly mình bắt mình xỏ ngang qua lấy ốc xiết lại là khỏi sợ bị sụt sạch nữa. Ốc 6 ly anh em bắt đây nè, ốc 6 ly nè. Đó, anh em lấy ốc vô lấy tán sẽ dặn cứng vô. Đó, bao vậy không y như là mới luôn, y như trong hãng dắt ra luôn, không sụt cái nào luôn. Rồi cái lốc bơm alpha 2.3 mới đảng đầu luôn, mới đảng đầu, bao mạnh bao xài luôn, bao bơm bao mạnh luôn. Ốc tán là bao đẹp nè, răng cỏ bao đẹp nè, nó răng cỏ bao dữ nè. Rồi ốc tán nè, long lanh bao nhẹ luôn, không nứt không bể luôn. Nó răng cỏ bao đẹp cực kỳ VIP luôn. Nó như hình giá chỉ 250 bao ship thôi. Nó giá rẻ rề luôn ơi, thì ship 50.000 rồi, tính ra có 200.000 thôi, giá này rẻ rề rồi ơi, coi như là bán nhôm nha. Đó, tiền ship em bao rồi, anh em đừng có so sánh vụ mà tiền giá cao hơn, tiền ship em lo hết cho anh em luôn, khỏi lăn tăn về tiền ship, khỏi em ơi ship bao nhiêu mất công lắm. Bao ship cho nhanh lẹ. Anh em nào thấy được thì ủng hộ em ơi. Quên hồi nãy quay không quay đuôi cá. Nó đuôi cá có nó nè, nãy quên quay. Đuôi cá còn khá nét luôn em ơi. Đuôi cá khá nét nha anh em, nãy quên quay. Đuôi cá có mà nãy quên quay. Rồi cái lốc số. Lốc số quay A.
rồi nhớ hình nóc số qua rồi không có đũa nha, không đũa, răng răng cỏ nè, răng cỏ bao đẹp cho anh em luôn nha anh em, răng cỏ bao đẹp nha, đây dưới đất anh em ơi, dưới đất chứ ra có bao đẹp cho anh em nha, răng cỏ bao đẹp cho anh em luôn, không có làm gì luôn nè. Rồi lốc số về gắn cho xe cỏ chạy, bể lốc anh em gắn cho xe cỏ vô, bao không đổi làm luôn, mưa rất đằng đầu luôn. Rồi 200 bao ship nha anh em ơi, 200 bao ship cái lốc số như hình nha anh em ơi, lốc số trong 100 nha anh em. Rồi thùng xăng anh, thùng xăng anh pha đời 2 lớp 3. Rồi như hình, mặt trên thì như hình nè. Hơn nó nổ xíu, ống xăng zin. Ống xăng zin, nắp xăng zin đẹp. Đó, nắp xăng zin đẹp đẩy màu luôn bên trong nè, xăng giới luôn. Xăng giới luôn anh em ơi. Rồi nắp nè, báo xăng nè. Rồi báo xăng nè như hình nè, báo xăng zin luôn. Ống xăng dây xăng zin keng đẹp luôn. Ở dưới thì có sơn chống sét như hình. Rồi bao không bùng lủng, chỉ có mày sơn chống sét thôi. Có luôn cái bát chữ A luôn. Quá ok luôn anh em ơi. Rồi thùng xăng 200 bao ship nha anh em ơi, 200 bao ship nha, vì gắn xe chạy ngon lành cả đào luôn. 200 bao ship. Rồi hai vô đạp nè, một vô đạp quay quay RSX nè, một vô đạp quay lớn nè, một vô đạp alpha nè. Rồi như hình nè, không lỏng nha anh em ơi, còn cứng khừ nha, không lỏng nha anh em. Không lỏng nha. Cứng khừ luôn. Răng cỏ đẹp luôn. Rồi một cái quay A, một cái alpha. Một cái quay lớn, một cái alpha đi, như hình. Hai cái vô đạp. Rồi hai cần số quay quay lớn nè, còn xanh chành luôn, răng cỏ ok nè, răng cỏ ok nè. Rồi cần số luôn, cần số alpha luôn nè, chưa rửa luôn. Này gai vỏ tháo ra bao đẹp nè, chưa tháo gai nè, nó chưa tháo gai cho nên mà chà ra là khá đẹp liền á, này chưa chà. Rồi răng ốc ốc này hơi trái xíu, rồi răng cỏ nè, răng cỏ còn đẹp luôn. Rồi hai bộ này anh em về chà rửa ra xài nha, hai bộ này giá là hữu nghị thôi, 200.000 bao ship thôi. Rồi cái bọc sơn đẹp đóng lạnh luôn. Đây còn nhắn keo nè. Còn nhắn keo luôn nè, còn nhắn keo cái tem này luôn nè. Dưới đây thì mất tem rồi. Rồi lỗi nè, đây nước đường nè. Thôi nước đường nè, anh em về hàng vô đá lại xài thôi. Hàng chấm vô đá lại. Đây có nước đường nhỏ luôn. Mà cái nước sơn là bao đẹp, nước sơn VIP luôn. Nước sơn là VIP luôn, còn đẹp long lanh luôn, cực kỳ đẹp luôn. Bên trong là không một lủng luôn, chỉ lỗi như hình thôi, lỗi hai lỗi trên thôi. Đó, lỗi trên đây bị nứt đường. Đây bị nứt đường nhỏ nữa, như hình, bọc sơn như hình. Giờ anh em về hàng lại xài luôn Vivo. Rồi cái gấp luôn, gấp anh pha luôn, gấp này hàng zin mới luôn em ơi, hàng zin mới nha em, bao đẹp bao như mới luôn, mới 600 mấy cái rồi, nó bao đẹp luôn, hàng zin mới bao đẹp bao nét căng luôn nè, về khỏi anh em về gắn vô khỏi sợ khỏi đi sơn lại, rồi như hình, nó có trời nhẹn xíu, rồi bao anh em đúc gấp zin nha, bao đúc gấp zin cho anh pha, nó gấp zin anh pha mới 600 mấy rồi, bán rẻ còn hơn phân nữa nữa, rồi gấp bột sơn như hình, nó gấp bột sơn như hình, rồi 300 đô ship nha em ơi. 300 đô ship nha, không bán lẻ, bán combo luôn, 300 đô ship. Còn mua lẻ nào, cái bọc sơn 150, cái gấp 300, đó. Bán lẻ vậy, anh em thích nào được mua nha mày. Rồi ốc tán, nói chung ốc tán khá nha mày, ốc tán khá nha, bách nạ nè, bách nạ quá đẹp luôn, bách nạ đẹp long lanh luôn nè. Cua yên nè, cua yên chạy ra đẹp luôn á, chưa yên nè, nó chạy ra đẹp liền liền. Nó lắm, dàn khè luôn nè. Ốc phá trước sau đầy đủ nha, ốc phá lô, ốc phá tàu đều bao ngon, xài ngon, cốt trước cốt sau gấp đầy đủ cho anh em luôn. Báo số luôn. Ốc tán này đủ cho anh em luôn. Rồi một số này, bộ ốc này nha em ơi. Ốc tán này như còn đẹp có số có nha. Rồi lấy cốt không đủ tiền, hai cốt nè. Đầy đủ cốt cho anh em luôn. Cốt bộ này đủ. Báo số đồ, tóp chân đồ, bách nạ, cua yên đồ. Rồi ba ốc bằng nạ luôn. Nó hai ốc các máy nè. Rồi 300 đô ship nha em ơi. 300 đô ship bộ ốc alpha nha em ơi. Về anh em về cho khách hàng anh em về sơn xi lại nha. Về xi lại chạy thôi. 300 đô ship đầy đủ ốc như hình, ốc nhiều con nhiều bộ giờ hết. Rồi cô dễ pha luôn, chấm sơn xanh còn tà le luôn nè, chấm sơn xanh còn tà le luôn nè, nó sơn xanh còn sơn tà le luôn nè. Này là cô dễ, này là không lóng lưng nha anh em, không lóng lưng nha, không lóng lưng mà cái này ống chỉ thay rồi, bà đang mới thay luôn, vì gần dùng liền luôn. Đó, ống tán nhẹ nhàng, ống tán xe nhẹ nhàng, rồi ống chỉ thay rồi, nè ba bốn ốc nè, ốc còn sơn xanh lè, chấm xanh lè luôn, không có dễ, không dễ nha, dễ là mòn. Rồi một cô dễ anh pha 150 bao ship cho anh em luôn, 150 bao ship. Rồi cái đùm sau này đùm sau quay ai nha, quay lớn thôi, quay lớn đời cao. Đó, bao đùm zin Daco rồi nè. Đó, như nước sơn bao đẹp luôn. Rồi bát thắng nè, bao VIP luôn. Nước sơn nó bao đẹp luôn. Nó đùm nhỏ, đùm má nhỏ nha mày, gắn đựng cái dòng đời đời cao nha, đời từ 2 quay A từ 213 đó lên, 12 23 đó lên, đùm nhỏ gắn được hết. Và gắn cho quay A luôn, quay A RS luôn từ 26 đến 26 luôn, các bộ này vô vẫn được. Gắn cho quay A 2 được quay RS100 luôn. Quay RS110 luôn. Rồi trong gắn hết nha, nói chung là từ A thì 26 đôi gì lên, khu chờ neo, khu chỉ ít, đủ gắn được hết luôn, gắn combo được hết luôn, nó giống như cùi dĩa với nhau,
chỉ kháng ngoài đụm thôi, gắn được hết. Rồi tăng vua bao bao vip bao xịn, rồi không lưng bao đẹp long lanh luôn, đó long lanh luôn. Nói chung là cái này đụm nhỏ, rồi nước sơn là bao đẹp nè, nước sơn là vip luôn, chưa rửa nè, rửa đẹp hơn nữa anh ơi, cầm điện zin như thau xe luôn. Đó này đã bao đẹp rồi, nhìn anh mình cái này nè, đó chân dồi nè, vậy là biết có đẹp có nào rồi, như hình, đó như hình nè, không lỏng lưng, tăng bô bao đẹp, nước sơn còn khá keng luôn, cầm điện đẹp long lanh luôn nè, cầm điện long lanh luôn, đó như hình luôn, đó long lanh luôn, đầu cầm thì hơi xuống xuống xíu, cầm còn khá ok, chân dồi nè, chân dồi vip, đó chân dồi vip nha em, chân dồi vip nha, không một lỏng luôn, rồi cái bánh sau như hình, bánh sau không có vỏ, không có không vỏ nha em ơi. Đó như hình nha, 550 bao ship cho anh em luôn, cái bánh sau luôn. Đó, cầm điện zin, oxy, F từ FG, máy đụm nhỏ. Đó, FG, máy đụm nhỏ em ơi, máy đụm nhỏ nha. 550 bao ship cho anh em luôn. Rồi cái pha đèn có tràn miếng nè, có tràn miếng em ơi, giữa sẽ cỏ chạy nha, không nước bể. Rồi dây cột như hình nè. Rồi pha đèn này có bắt ốc ở đây rồi mày. Ồ, coi như nó bán cho tặng luôn cái pha đèn đi, bán áo tặng pha đèn luôn đi, áo tặng pha đèn luôn nè, áo bà đã thảo quá đẹp nè, không cái bát nè, chứ nên nó chỉ gãi cái ốp lùm sau thôi. Rồi cái đua đèn này keng, đèn này có răng nhẹ luôn nè, rồi tặng theo cái pha đèn luôn đi, tặng theo luôn, 700.000 tặng theo cho em luôn, rồi tặng theo hả, bán gì lỗ chết luôn em ơi, rồi bán giá hồi da chai không nghĩ đi, đua đèn pha đèn nha, đua đèn sau. Ôi, bị chấm răng miếng nhưng không có bể. Đó pha đèn sáng đẹp nè, nó sẽ cỏ chạy. Rồi cái pha đèn đi. Rồi pha đèn như hình. Đó pha đèn như hình. Đây có bị ngã ngửa miếng nè, đầy tràn miếng. Đây có bát ốc nè. Trong đây mất sức mẹ sức mẹ con ấy rồi. Rồi tặng theo đi, mệt quá, tặng theo cho luôn, tặng theo bộ áo luôn, 700.000 bao ship, 700 mấy ship nãy đó. Nói sao rồi, tặng theo pha đèn đua đèn luôn. Rồi tay sách. Tay sách đây trầy nhãn miếng nè. Nó trầy nhãn miếng nè, như hình. Rồi bao zin bao xài, ngay thẳng luôn. Đó còn ngay thẳng nha luôn nè, ngay thẳng luôn nha. Rồi còn khá đều loại rửa ra xài thôi, không bị nứt da. Nó không nứt da, đây có trầy miếng thôi. Rồi 100.000 bao ship nha anh em ơi, 100.000 bao ship tay sách nha anh em ơi. Rồi cái học bình thì trầy hết trầy tem miếng nhưng cái không nứt bể. Ở học đồ ngày luôn nè, hôm nay sáng đẹp luôn. Rồi hai món này 100.000 bao ship nha anh em ơi. Hai món này 100.000 bao ship nha. Rồi cái sườn anh pha 2-3. Rồi ống đồng là bao đẹp cho anh em luôn nè, ống đồng mà. Ống đồng bao đẹp nha anh em ơi, ống đồng bao đẹp nha. Ống đồng bao đẹp toàn thắng chứ bứng luôn, toàn thắng còn xanh lè luôn nè. Còn xanh lè luôn. Rồi không nước bể, ở lòng không nước một lủng luôn. Ống đồng là bao đẹp luôn nè. Long lanh luôn. Tôi luôn còn thắng chứ bứng luôn. Rồi sườn râu riêng Quincy nè. Râu đi Quincy nha em ơi. Rồi sườn này có sơn miếng sơn đây. Đó sơn mấy món hàng nè. Sơn lại món hàng nè. Đây con sơn lại miếng luôn nè. Có sơn mấy quẹt mấy món hàng thôi. Rồi hai thanh này là Quincy nè, không lủng nè, không mục nè. Rồi bao ngày thẳng nha em ơi, xài luôn. Bao ngày thẳng luôn. Không lỗi lầm, bao không đâm đụng. Bao thẳng luôn, có sơn miếng sơn chống xét ở đây nè, dòng dòng chỗ này nè. Người ta sơn cho món hàng cho nó về xét khỏi xét nha. Bao sườn zin chưa làm gì. Rồi luôn có thắng cho đứng nha. Rồi 1.1 triệu bao ship cho anh em luôn nha. Sườn pha 2-2, 2-3, 1.1 triệu bao ship luôn, luôn còn thắng chứ bứng luôn. Sườn không lấy lại số khung nha em ơi, lấy lại số khung nha em. Rồi bán cái bộ giấy, bán bộ giấy 16K4 7367, rồi có số khung đi 039538, rồi 039538, rồi số máy. Rồi 0038367 như hình. Rồi lốc này bao đẹp cho anh em luôn. Rồi biển số đây 16K4 7367. Rồi bán bộ với 4 món này là 1 triệu bao ship nha anh em ơi. 1 triệu bao ship bộ với 4 món nha anh em ơi. 1 triệu bao ship nha. Đó bao đầy chấp luôn. Rồi anh em cần gì liên hệ nha anh em ơi. Rồi xin chào nha anh em.